Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Báo Lao Động. Như thường lệ, sau đây Huyền Trang sẽ cập nhật thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, như quý vị có thể thấy, trong ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ đã giảm mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn, có lúc mưa rào. Dự báo trong ngày mai khu vực Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng phát đi cảnh báo từ ngày mai, ngày 26 tháng 7, nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 50 tới 55%. Và sang đến ngày 28 tháng 7 thì nắng nóng có khả năng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thì nắng nóng vẫn còn có thể duy trì. Cũng trong thời gian này, khu vực Nam Bộ cũng được dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Dự báo trong ngày mai, khu vực vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 4,5 mét, biển động mạnh. Riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông ngày 26 tháng 7 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 cho tới 6 mét, biển động mạnh. Quay lại thời tiết trên đất liền, khu vực thủ đô Hà Nội trời giảm mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 tới 36 độ C. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo.